Balotelli. Aguero! Bức tượng của Aguero tại sân Etihad vừa được công bố. Dù Aguero chưa chắc đã là huyền thoại lớn nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Man City, nhưng có lẽ anh là người sở hữu khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử của đội bóng này. Đó là khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn tầm vóc đội bóng, đánh dấu một thương vụ đầu tư không sai chỗ của các ông chủ Ả Rập và tất nhiên bắt đầu giới thiệu với cả thế giới về việc Manchester không chỉ có màu đỏ. Đây là ngày mà những cổ động viên của Man Xanh có quyền ôn lại những diễn biến tuyệt vời từ mùa giải lịch sử đó. Không chỉ có ký ức ở những phút bù giờ đẹp đẽ đó, chắc hẳn những fan hâm mộ của Man City cũng không thể nào quên cái vé náo kinh điển của Mario Balotelli với những dòng chữ Why Oswemi đầy ngạo nghễ, hay trận thắng giá trị của đội bóng áo xanh ngay tại Etihad trước đại kình địch Manchester United. Tất cả sẽ được hồi tưởng lại bởi những thước phim ngay sau đây. Những ngày cuối mùa giải 2021-2022, sau nỗi buồn vì một lần nữa thất bại ở Champions League, hay giữa bầu không khí căng thẳng trước sự bám đuổi quyết liệt của Liverpool trên đường đua vô địch của Premier League, thì sự xuất hiện của bức tượng này quả là một niềm vui và cả một động lực không hề nhỏ. Dù cho nó gây tranh cãi vì tạo hình khá giống Toni Kroos, khiến Man City một lần nữa trở thành đối tượng bị troll trên các mạng xã hội, thì có lẽ cũng chẳng thể làm vơi đi niềm vui của họ. Bởi mảnh đá ánh lên sắc xanh ấy và dáng chạy phất áo ăn mừng ấy, thì còn ai khác ngoài Sergio Aguero nữa. Và làm sao chỉ một vài trò đùa và những lời chỉ trích cả khịa lại có thể làm sờ nổi lòng tự hào. Bởi khoảnh khắc mà bức tượng này đại diện, bởi thành tựu mà nó gợi nhớ về, The Citizen từng phải đổ rất nhiều điều vô giá để đạt được. Phải, chúng tôi đang muốn nói đến mùa giải lịch sử của Man City cách đây tròn một thập kỷ. Mùa giải 2011-2012, Man City kỷ niệm 44 năm trước vô địch nước Anh ở mùa 67-68. Nhưng không vì con số đẹp đó mà The Citizen mới nung nấu tham vọng trở lại với ngai vàng nước Anh. Tính đến mùa hè 2011 ấy, cũng đã 3 năm trôi qua kể từ khi họ lột xác trở thành đại gia với nguồn tiền đầu tư kếch xù từ quỹ đầu tư và phát triển Abu Dhabi United. Những cầu thủ ngôi sao như Robinho đã được đưa về, những huấn luyện viên giỏi như Roberto Mancini cũng đã được mời đến. Thế nhưng City vẫn chưa thể cất cao tiếng vọng của một đại gia. Mùa 2008-2009, Man City chỉ về thứ 10 ở Premier League và chẳng vui vẻ gì khi nhìn Man United vô địch nước Anh và thậm chí là cả Champions League. Mùa 2009-2010 họ tiến lên vị trí thứ 5, vẫn cách vé Champions League một bước chân. Đến mùa giải gần nhất là 2010-2011, Man City mới chứng tỏ được sức mạnh khi lần đầu tiên chen chân được vào top 4 sau một quãng thời gian rất lâu. Dù vẫn chứng kiến Man United lên ngôi, nhưng City đầy hứng khởi với việc giành được vé Champions League. Bởi đấy thậm chí mới là mùa giải thứ 2 họ góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Sự chuẩn bị của Man City ở mùa hè đó vì vậy cũng rất mạnh vì gạo bạo vì tiền. Tổng cộng 91,5 triệu euro đã được chi ra để mang thêm những tân binh về với đội hình đã có nhiều ngôi sao đến trước của họ. Giá thấp nhất là Gaël Clichy từ Arsenal 7,75 triệu euro, rồi đến tài năng trẻ Stefan Savic từ Partizan 12 triệu euro. Cuối cùng là hai ngôi sao đình đám Samir Nasri từ Arsenal với giá 27,5 triệu euro và Aguero từ Atletico Madrid với 40 triệu euro. Đó tất nhiên là những mức giá không hề thấp vào thời điểm đó. Dẫn dắt Man City lúc đó với nhiệm vụ kết nối dàn sao nhiều xuất xứ và cá tính cũng khác nhau này là Roberto Mancini. Chiến lược gia người Italia cũng chỉ vừa đến với sân City ở Manchester vào mùa đông năm 2009. Trước đó ông từng giành được cực nhiều thành công cùng Inter Milan. Thầy trò họ đã thể hiện như thế nào ở mùa giải năm đó? Khởi đầu bằng trận tranh siêu cúp nước Anh với tư cách nhà đương kim vô địch FA Cup mùa giải trước. Cả một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện. Khi Derby Manchester bỗng khởi tranh ở Wembley, nhưng đáng tiếc là sau cùng, Man City lại thua sát nút 2-3. Đáng tiếc hơn nữa khi Lescott và Dzeko đã giúp The Citizen dẫn trước 2-0 ngày hôm đó, nhưng lại thua ngược trước 3 bàn thắng của United trong hiệp 2, trong đó có cú đúp của Nani. Ở Champions League, có thể được xem là tân binh của giải đấu này từ khi nó đổi tên. Man City lọt vào một bảng đấu được đánh giá là khó chơi, cùng hạt giống Bayern Munich, Napoli và Villarreal. Kết quả cũng thật đáng tiếc, khi họ chỉ còn thiếu một điểm nữa thôi là đi tiếp, khi chảo thua sát nút trước đại diện của Italia trên bảng xếp hạng. Trận đấu đáng chú ý nhất của Man City ở Champions League mùa này chắc chắn là trận thắng Bayern 2-0 trên sân nhà lượt cuối. David Silva và Yaya Touré là những người đã ghi bàn, nhưng bằng ấy vẫn không thể giúp họ đi tiếp.
Man City vì vậy mà rơi xuống vòng knock-out Europa League. Nhưng sau khi đại thắng Porto thì họ lại thua Sporting Lisbon ở vòng 1/8 vì luật bàn thắng trên sân khách. Nghe qua thì toàn buồn và đáng tiếc, nhưng đó chính là những bài học cần thiết mà Man City cần thu lượm để gia tăng sức mạnh và bản lĩnh của mình. Sự trưởng thành của họ được thể hiện trong một khoảnh khắc mà tưởng như là cầu thủ ấy thiếu trưởng thành. Mario Balotelli với màn ăn mừng cùng chiếc áo White Osuemi ở trận Derby Manchester tại Ngoại hạng Anh. Cho dù lý do cá nhân của Super Mario có là gì, thì đó vẫn là một hình ảnh đầy ngạo nghễ sau khi ghi bàn trong một chiến thắng của Man City trước đại kình địch cùng thành phố. Dẫu vậy, một cánh én chưa làm nên mùa xuân, chỉ chiến thắng đó là chưa đủ để giúp Man City rút ngắn được khoảng cách với United trên đường dài. Đến thời điểm vòng 32 vào tháng 4 năm 2012, Man Xanh vẫn đang thua Quỷ Đỏ đến 8 điểm. Xong, đấy mới là lúc mà kịch hay được bắt đầu. Man United để thua Wigan, để khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 5 điểm. Trận hòa 4 đều với Everton khiến khoảng cách rút ngắn xuống còn 3 điểm. Nhưng rồi Man United chính thức đứng sau đối thủ khi để thua 0-1 trên sân Etihad vào ngày 1 tháng 5. Dẫu vậy, đến trước vòng đấu cuối cùng, Man Xanh vẫn chỉ xem hơn nhờ hiệu số. Manchester City biết họ chỉ cần đánh bại Queen Park Rangers là đủ để lên ngôi vô địch sau 44 năm chờ đợi. Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn thế rất nhiều. Bản thân Queen Park Rangers cũng cần chiến thắng để trụ hạng. Vì vậy, đội chủ sân Loftus Road đã không ngại liều mạng với City. Kết quả khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ, Queen Park Rangers đang dẫn trước City 2-1. Trong khi đó, Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng dễ dàng 1-0 trước Sunderland. Tất cả các cổ động viên United của đội chủ sân Old Trafford cũng đang gieo hò an mừng khi hay tin đối thủ cùng thành phố đang bị Queen Park Rangers dẫn trước. Nhưng với tinh thần quyết không bỏ cuộc, vài phút bù giờ là đủ để Manchester City lội ngược dòng ngoạn mục. Hai tiền đạo chủ chốt của đội bóng Edin Dzeko và Sergio Aguero đã không phụ lòng các The Citizen khi tỏa sáng ngay thời khắc quan trọng nhất, khiến cả sân Etihad như vỡ òa trong xúc động. Manchester City giành chiến thắng chung cuộc 3-2, nhận lấy chiếc cúp mà họ đã chờ đợi suốt 44 năm. Nhưng khoan, dừng lại khoảng 2 giây, hãy cùng mục sở thị và nội soi khoảnh khắc quan trọng nhất. Manchester United đã giành chiến thắng tại thành phố Sunderland, nhưng cuộc đua danh hiệu này vẫn chưa ngã ngũ. Dù trong đường hầm tất cả chỉ là một màu đen tối, nhưng còn thở là còn gỡ, không ai có thể cấm ai hy vọng vào một tia sáng le lói cuối đường. Aguero biết điều đó, nên trực tiếp bảo Balotelli hãy đảm nhận vai số 9 của anh để Enkun có thể lùi về nhiều hơn để săn bóng. Sau đó, một trong hai sẽ phá đường máu khỏi vòng vây phòng ngự dày đặc của Queen Park Rangers để băng xuống dứt điểm. May mắn thay, Balotelli đã đồng ý một cách đầy trách nhiệm để thực hiện một điều anh thường làm rất tốt nhưng lại không được truyền thông và bóng đá Anh nói chung quan sát đủ nhiều để đánh giá cao, đó là khả năng kiến tạo. Còn với riêng Aguero, đó đơn giản là khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh, là di sản chói lọi gắn với tên tuổi anh mãi mãi về sau. Thực tế là nếu không có khoảnh khắc thần thánh đó, chính các thủ Man City cũng thừa nhận họ rất nghi ngờ về việc câu lạc bộ có còn tiếp tục duy trì được niềm tin để đạt được những chiến tích về sau hay không. Đây là những gì mà các thủ đã kể hay là những người lân cận kể về họ trong trận đấu đó. Chúng tôi đã có một chút tự mãn từ trước, mọi người đều kiểu reo lên, chúng ta đã cầm chắc phần thắng Queen Park Rangers rồi, chúng ta sẽ lên ngôi vô địch. Công bằng mà nói, tự mãn hay tự tin quá lố cũng chỉ là một điều rất con người, mà thực ra đó không phải cảm giác duy nhất của chúng tôi vào thời điểm đó. Sâu bên trong dáng vẻ tự hào đó lại là sự lo lắng và lẫn lộn đáng kể về cảm xúc. Mika Richards bồi hồi nhớ lại. Sự lo lắng đó nhanh chóng chuyển thành trạng thái tối tăm và gần như tuyệt vọng. Sau từng phút đồng hồ trôi qua, Man City đã vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Những bàn thắng của Pablo Zabaleta nhưng lại thấy họ đang bị dẫn ngược 1-2 ở những phút bù giờ cuối cùng. Trước một Queen Park Rangers chỉ còn lại 10 người và đang chiến đấu trong cuộc đua trụ hạng. Sự hoảng sợ gần như trở nên hữu hình và có thể cầm nắm được trong không khí khi thông tin chiến thắng của United ở miền Đông Bắc được truyền về. Và những tiếng chửi thề đã bắt đầu vang lên rồi sau từng pha căng ngang hỏng ăn trong vô vọng của Man City. Mà người chửi thề nhiều nhất lại chính là Roberto Mancini. Chiến lược gia người Ý đã dành phần lớn thời gian của hiệp 2 để suy nghĩ, để tìm cách và cả để bàng hoàng không mục đích nữa khi liên tục hét lên chết tiệt với các cầu thủ của mình. Để rồi chính Mancini và ghế dự bị đã rơi vào một trạng thái cảm xúc khó tin ở phút 93 và giây thứ 20 ấy. Không phát rồ làm sao được khi danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên sau 44 năm chờ đợi giành được nhờ hiệu số bàn thắng bại trong những giây cuối cùng của trận đấu cuối cùng này. Và thậm chí, họ còn giật chiếc cúp từ vòng tay đã vươn ra chào đón của kẻ thù không đội trời chung cùng thành phố. Đó là lý do vì sao mà nhân viên phụ trách trang phục Lee Charman, người đã đi lại suốt trong phòng thay đồ và khu vực khởi động trong sự lo lắng tột độ của đội, lại ngay lập tức bỏ chạy như một tia chớp vào đường hầm sau thời khắc lịch sử. Sau này kể lại, ông chạy đi là để bảo vệ mãi mãi khoảnh khắc đó trước khi sực tỉnh giấc cơn mơ. Đó là ông sợ mình nằm mơ nên phải chạy đi trước khi ai đó đá vào mông ông và bảo rằng hãy tỉnh lại để đối mặt một thực tế phũ phàng. Còn các thủ thì sao đây? Gaian Clichy cũng toang bỏ chạy. Không phải vì sợ bị ai đó nhéo vào tai mà để che đi gương mặt vốn đang đầm đìa nước mắt trong sung sướng.
Nhưng khốn khổ cho anh, tên bạn thân Joe Hart quyết cho bàn dân thiên hạ mục sở thị vẻ đẹp nhem nhuốc ấy. Nigel De Jong, người đàn ông rắn giỏi và cũng sở hữu lối chơi thiên về sức mạnh nhất thì sao? Anh từng nổi tiếng với pha song phi đạp vào ngực Xabi Alonso chung kết World Cup 2010. Và lần này anh cũng giải phóng cảm xúc và sự uy lực với một chi tiết không nhiều người biết đến. Tiền vệ người Hà Lan đã đấm mạnh vào cái bức tường đường hầm, bất chấp nguy cơ đau đớn để ăn mừng. Thật tiếc là không một phóng viên ảnh nào đã ghi lại được khoảnh khắc đó. Trên các khán đài thì ôi thôi không cần nói nữa. Riêng các nhân viên của đội ngồi trên đấy tất cả đã phát điên vì nhiều lý do khác nhau. Và cuối cùng, đội trưởng Vincent Kompany đã lặng lẽ đến phòng gym của đội và ra mình trong đó ít lâu để bình tâm trở lại sau đêm vĩ đại đầu tiên của Man City. Trong sôi nổi, có tĩnh lặng, giữa niềm vui của sức trẻ vẫn có sự điềm tĩnh và chiêm nghiệm. Nó cũng giống như việc nhiều người cho rằng khoảnh khắc lịch sử của Man xanh được tạo ra bằng tiền bạc và vận may. Nhưng những người như thế không biết rằng trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, Man City thậm chí đã tập luyện như thể không còn biết đến ngày mai. Và cũng chính quãng thời gian đó đã gắn kết một tình huynh đệ keo sơn giữa một đội quân tứ xứ. Chiến thắng đó thuộc về họ, lịch sử đó cũng thuộc về họ để mở ra cả một giai đoạn thành công và là lời cổ vũ cho chính những hậu bối trước vòng đấu quyết định bảo vệ ngôi vô địch Premier League ở mùa giải này.